bác phán cho em một câu, em bị H5N1 cúm da cầm. Cúm gà. Thì em đang suy nghĩ, ủa ví dụ như mình bị H5N1, chồng mình nó bị đầu tiên á, đây chồng mình không có biểu hiện gì hết trơn á, thì em mới hỏi kỹ lại cái bác khám kỹ lại cho con ấy. Cảm ơn kỹ rồi, H5N1 đi mua thuốc về uống. Sáng là mẹ chồng em đi mua đồ cho em ăn xong, cái em uống thêm một liều nữa là cái bụng em bắt đầu nó đau. Em đau, em chịu không nổi, cái em mới nói là má ơi con đau quá. Cái má chồng em gọi taxi đưa em đi bệnh viện, thì đưa bệnh viện vào khám, đưa đi đo tim thai, đưa đi siêu âm thì nó là tim thai ngừng đập. Cái da tay nó vậy, nó tím, nó tái, nó sùi bọt mép ra luôn. Ủa em sợ mà em khóc luôn, em gọi bác sĩ. Thì bác sĩ kêu là dạng giống như là bị phản ứng thuốc á. Thì sáng đó là y tá có tiêm thuốc. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình Tâm Tình Bỉm Sữa ở phiên bản Chat với Mẹ Bỉm Sữa. Chương trình được phát sóng vào lúc 21:15 tối thứ tư hàng tuần trên kênh HTV9. Và người bạn đồng hành với Ngọc Lan không ai khác đó chính là tiến sĩ tâm lý Tô Nhi A. Xin chào Ngọc Lan và xin chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình. Và ngay bây giờ xin được giới thiệu mẹ bỉm của chúng ta ngày hôm nay ạ. Xin mời bạn. Em xin chào chị Ngọc Lan và chị Tô Nhi A. Em tên là Mỹ Linh, hiện tại công việc của em là giáo viên. Em đang làm việc và sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Gia đình em có 4 bé. 4 bé. Rồi bây giờ chúng ta bắt đầu với cái hành trình đầu tiên đi. Cái ngày mà bạn biết tin bạn mang thai nó diễn ra như thế nào nè? Lúc đó em cưới được có nhiều tháng, mấy 2 tháng à? 2 tháng. Sợ cũng có một phần mà tiếc cũng có một phần. Sợ là kiểu giống như là mình chưa đủ lớn, dạng như chưa đủ chín chắn để mình làm mẹ. Lúc đó em bao nhiêu tuổi? Hình như lúc đó em 20. Thì còn tiếc là không có đi chơi. Còn trẻ quá, còn nhỏ quá, chưa biết gì hết, tấm chiếu mới. Là vì mình lo non và xanh thôi. Rồi, thế thì với cái nỗi lo đó thì em dưỡng thai nó như thế nào nè? Nói chung là khi mà em mang thai thì tầm khoảng đâu đó là 2 tháng là bắt đầu em có dấu hiệu em ho. Em ho nhiều lắm, nó làm mình đau luôn cái ruột luôn. Thế nhưng mà ho mà mình mệt, rồi bắt đầu sốt, bắt đầu tầm đến tháng thứ 5. Nói chung em cũng có đi siêu âm, em cũng đi khám thì là bác sĩ là bình thường. Nhưng mà đến khi tháng thứ 5 á, thì cái kiểu giống như là sốt rất là nặng. Em sốt nằm ly bì 3 ngày tiếp luôn, em không ngồi dậy nổi. Mà lúc đó là em đi về bên nhà em á, em qua đó chơi xong em nằm miết 3 ngày. Thì mẹ chồng của em ấy cứ tưởng đâu là hai dòng cãi lộn nên mới qua. Thì thấy em nằm bẹp giấy bên nhà luôn. Chiều đó đi đi khám thì đi vào cái phòng khám đó là cũng bác sĩ giới thiệu đi qua bên bác sĩ chuyên môn hơn là để khám. Thì bác đó thì cũng có tiếng. Thì qua khám thì bác cũng siêu âm là 5 tháng rưỡi. Bác phán cho em một câu xanh rờn, em bị H5N1 cúm da cầm. Cúm gà. Thì em đang suy nghĩ, ủa ví dụ như mình bị H5N1, chồng mình nó bị đầu tiên á, đây chồng mình không có biểu hiện gì hết trơn á, rồi những người tiếp xúc với em đâu có bị gì đâu. Thì em mới hỏi kỹ lại cái bác khám kỹ lại cho con ấy. Cảm ơn kỹ rồi, H5N1 đi mua thuốc về uống. Cũng về mua thuốc uống. Là em cũng uống. Uống. Nhưng mà bác biết em có thai mà, đúng không? Bác năm nắng mấy mà em biết siêu âm là 5 tháng rưỡi mà. Cái em cũng có hỏi lại là thuốc này uống được không bác, vì con nghe nói là có bầu không được uống thuốc. Em kêu là uống được bình thường, đi mua thuốc cũng bán luôn. Là em uống buổi tối đó, nhà em xong là em về bên lại nhà chồng. Thì buổi sáng là mẹ chồng em đi mua đồ cho em ăn xong, cái em uống thêm một liều nữa là cái bụng em bắt đầu nó đau. Mà đến khi mà em đi đẻ là em biết cái cơn đau đó là cơn đau đẻ luôn. Là chị tưởng là cái bụng nó tròn vậy, đúng không? Có khi mà em đau á, nó chỉ có bên nè. Bên này là rờ vô là nó bẹp dí, bên này nó dồn hết một cục nè. Em đau, em chị không nổi. Cái em mới nói là má ơi con đau quá. Cái lúc mà em mới cưới về chỉ có lúc nào cùng hai mẹ con ở nhà. Cái má chồng em gọi taxi đưa em đi bệnh viện. Thì đưa bệnh viện vào khám, bác sĩ nói là đưa đi đo tim thai, đưa đi siêu âm thì nó là tim thai ngừng đập. Bắt đầu là đưa em vô cái phòng phẫu thuật á. Em nằm bên giường này là kế bên giường bên em là có một cô kia là cũng có bầu 2 tháng nhưng mà bị té cầu thang á. Xong đó là để làm phẫu thuật cho cô kia xong là tính lượt em. Cái khi làm cho bạn kia xong á là bác sĩ nói là đi ra nghỉ tầm 5 phút vào. Bác dâu của em á là làm hộ lý cho bệnh viện mới đem vào cho em hộp sữa. Thì cái lúc mà em uống sữa vô là em ói hết ra luôn. Bác thấy vậy là kêu người vô lau mặt lau đầu xong xuôi rồi đem cái máy đo tim thai xong là bắt đầu là tim thai đập lại. Là bác nói cho nằm nghỉ tiếp rồi đưa ra phòng siêu âm lại. Thì nói chung là ra siêu âm thì tim thai đập nhưng mà yếu, nó là đưa ra phòng chờ để cho nhập viện. Là đâu đó em nằm 1 tháng luôn. Em có kiểm tra lại là có phải là do cái thuốc mình uống để điều trị H5N1 nó ảnh hưởng đến thai nhi của mình không? Do cái thuốc đó luôn á chị. Tai qua nạn khỏi. Đúng rồi, bỏ qua chuyện đó đi, coi như là cũng cảm ơn trời Phật. Dạ, nói chung là từ cái khi mà thời gian xuất viện đến khi em sinh luôn á là em khỏe. Em ăn uống bình thường. Nói chung em cũng không có ngán. Nhưng mà mỗi tội là em thèm mì tôm, mì quái. Em thèm dữ lắm.
Doctor Network, mạng xã hội thông tin y tế không thể thiếu cho mỗi gia đình. Em thề mà đến nỗi chồng em không cho em ăn, em phải lén vào trong phòng á, em làm em ngồi trong đó em nấp em ăn luôn. Em ăn lần ba gói, từ nhỏ cho tới lớn là không bao giờ em ăn mì. Nhưng mà từ khi em có bầu á, em thèm lắm. Cứ là em ba chồng em đi làm lại, em nấp vô em quất, thèm lắm. Bà bầu có nhiều cái thèm lạ lùng lắm, em không lý giải thèm được. Em thèm cà phê sữa. Cà phê sữa đá là em quất một ly thiệt bự. Có bị la không? Tại vì các mẹ thường thường không cho uống cà phê là tại sợ em bé đen. Em nấp, em làm, em ngồi em hưởng thụ, em quất một ly. Hưởng thụ. Rồi em rình không có ở nhà em rửa. Em cứ vậy em lén à. Lén rồi, lén ngày... cho tới lúc đi đẻ luôn. Dạ đúng rồi. Tới cái ngày đi đẻ là cái cơn thèm nó vẫn còn không hay là sao? Vẫn thèm luôn. Mà cái cuối thai kỳ đó bắt đầu có thèm ngủ. Em ngủ la liệt luôn, em ngủ mà không biết trời trăng mây gió gì đó. Cái dấu hiệu để mà mình biết mình chuẩn bị xanh là nó như thế nào nè? Cái hôm mà em đi bệnh viện á, là tối 27 Tết là nó ra cái dịch màu hồng á. Nên em mới nói mẹ chồng em, xong là mẹ chồng em nói là thôi đi bệnh viện. Thì đi bệnh viện xong là từ tối 27 là sáng 30 em mới sinh. Mà đau hoàng hoại chị ơi. Là đau, cái cảm giác đau đó với cái lúc mà đầu 5 tháng em bị á, là em mới biết cảm giác là đau đẻ luôn. Nó đau dã man, có 3 phần. Cái hôm 29 em đau quá em xin mổ. Nhà bác không có cho mổ, vì lúc đó là chú em làm bệnh viện trong đó, nên chú em cũng không có cho mổ. Nó gọi là sinh được thì cứ sinh, khi nào mà giả giống như là không sinh được nữa thì mới mổ. Thì sáng 30 bắt đầu là em 2-3 giờ sáng là em đã được 5 số phân, là bắt đầu bác cho vào. Mà em đi đẻ em bỡ ngỡ lắm chị. Em nói nhà em đi vô đây. Khi mà cái phòng sinh á, cách cái chỗ mà người nhà đứng đợi thì tầm 15 bước chân à. Bác dặn là đi vào sinh là đem tải em bé, đồ em bé, đồ của mẹ làm, cầm một cái túi nhỏ đi vào. Em hỏi ủa vô có mình hả? Em nói đi vô chung với y tá với la em là ủa đẻ thì chị đẻ, chị vô mình thôi chứ có ai đẻ nữa đâu mà đủ vô chung. Rồi em đi vào đó là em sinh. Bác bảo rặn đâu tầm được 2-3 hơi thôi là em đã sinh được rồi. Và bác kêu ôi ra cái bọc. Em mới nghĩ hoang mang, ủa bọc gì ra, ủa sao đẻ ra cái bọc, sao mà đẻ ra con của mình mà đẻ ra cái bọc, sao kỳ vậy. Mà cái thời đó là chưa có cái da kỳ da đâu chị. Bằng một cái phương pháp nào đó bác xé bọc, bác đem bác đi tắm, bác đi căng. Lúc đó không có cái da kỳ da, coi như là đẻ bọc đều đó. Đúng rồi. Bọc có hai loại bọc, bọc trắng và bọc đều. Thế thì bác có thông báo với em là bọc trắng hay bọc đều không? Không, bác không có nói. Bác chỉ nói là sinh vô cái bọc thôi. Và phải xé bọc thì em mới ra được. Đúng không rồi, bác. Xé bọc nó ngợp. Là sáng em đi đẻ, trưa em về nhà. Trưa 30 em về là mẹ chồng em làm mâm cúng đầy tháng trưa đó luôn. Ủa? Hình như nghe nói là mẹ chồng em nói là không có để qua năm hay gì đó. Là cúng đầy tháng. Là mâm cúng tại nơi luôn. Tại trưa đó luôn. Mỗi nơi một phong tục ha. Dạ. Nhưng mà cho chị hỏi là cái khoảnh khắc khi mà lần đầu tiên em được ẵm con, được nhìn con á, thế cũng mừng cũng vui đó, nhưng mà em sợ em không dám đụng vô. Nói chung về mẹ chồng em bầm đâu đó cũng phải mấy ngày á. Mẹ chồng em tắm em bé làm hết. Rồi mới tới lượt mình. Em đẻ xong là em chỉ ra em nựng rồi thôi đi ngủ. Nó đầu về xong là con em nó là ngủ ngày, nó cày đêm chị. Nó làm nguyên suốt một tháng luôn, là từ 10 giờ đêm đến 5 giờ sáng là nó thức. Còn nguyên một ngày là ngủ. Thức quấy hay thức chơi nè? Dạ không, thức chơi thôi không. Mà lúc đó là em mua cái xe như kiểu giống như cái nôi mà nhúng á chị, là cho nằm đó em thẳng chân em cái đá vậy nè, cái nhúng nó được cái là không có khóc, trộm vía vậy đó không khóc. Cái hành trình mà nuôi bạn đầu tiên của em á, nó có vất vả không, và em đón nhận cái việc đó như thế nào? Lúc đó là em sinh xong là em nghỉ làm, nên là em ở nhà em chăm con, em không có đi làm. Nhiều lần em cũng gửi trẻ nhưng mà dạng như cái kiểu là bé nó quen với mẹ rồi nó không có chịu đi á, cái rồi em lại thấy khóc em biết tội. Em bầm về em không có cho đi. Cái tầm đâu được một tuổi là nó tự nhiên nó bệnh, nó ho dữ lắm, nó ho rồi nó sốt, nhập viện nó cũng cả tháng. Lúc ở trên viện á, là em bầm ra bà nội với ba nó đi về. Khi mà em vừa bầm xuống em bỏ lên giường là em đang tính giặt khăn lau mặt, thì tự nhiên cái da tay á chị nó tím nó tái. Nó tím mà nó làm từng mảng nè, mà nó về nó sùi bọt mép ra luôn. Ủa em sợ mà em khóc luôn, em gọi bác sĩ. Thì lúc đó bác sĩ vô là bác sĩ khám nè, thì bác sĩ kêu là dạng giống như là bị phản ứng thuốc á. Thì sáng đó là y tá có tiêm thuốc, bị phản ứng thuốc rồi bác cho thuốc bổ rồi này kia, thì tầm đâu đó mấy ngày là hết, và nó được nằm bệnh viện là một tháng. Cái sự kiện đó nó có ảnh hưởng đến sức khỏe của con sau này không? Em nghĩ cái đó là không có ảnh hưởng, nhưng mà ảnh hưởng từ cái lúc em mang bầu, cái do cái tác dụng của thuốc nó nặng quá hay sao á. Và trong cái thời gian đó là thai nhi đang phát triển nữa, nó bị ảnh hưởng. Thì tầm 4 tuổi con mới biết đi, 5 tuổi mới biết nói. Chỉ có những người trong nhà tiếp xúc nói chuyện thì mới hiểu con em nói cái gì. Người ngoài gặp là không có hiểu được bé nói gì hết trơn á. Thì em cũng có đưa đi thăm khám ở
bệnh viện phục hồi chức năng thì bác sĩ nói là bị chậm phát triển ngôn ngữ, và hiện tại vào tới đây em cũng đưa đi khám thì đo điện não, điều chỉ số IQ rồi vẫn bình thường. Nhưng mà bác nói bây giờ là cái kiểu giống như là thuốc ảnh hưởng nặng quá, thì bây giờ cái kiểu giống như là nó vẫn trưởng thành, nó vẫn phát triển, nó vẫn biết, nhưng mà thay vì cái bộ não của bé 14 tuổi nó phát triển theo kiểu khác, như bé này thì nó kiểu giống như của đứa lớp 1. Có bao giờ em trách cứ một cái điều gì khi mà con mình nó phải rơi vào cái tình trạng như vậy? Bây giờ hiện tại bây giờ em vẫn nghĩ là sao lúc đó mình dại quá, có bầu uống thuốc. Nhưng thậm chí mấy đứa sau, đứa thứ nhì em không ho, nhưng mà đứa thứ ba, đứa thứ tư em ho dữ lắm. Có bầu đứa thứ ba em cũng ho mà ho hơn đứa thứ nhất nữa. Nhưng mà em cũng không dám uống thuốc, em không uống bất cứ một cái gì hết trơn á. Thậm chí người ta biểu là đi mua cái này, mua cái kia chân uống, em cũng không dám uống. Em cứ để vậy luôn, em không uống, em sợ. Thì lúc đó em nghĩ là xong, lúc đó mình dại quá, uống mình làm ảnh hưởng con, mà dạng như là mình làm mất tương lai của con. Lúc đó mà mình cũng có đi bác sĩ chứ không phải không đâu, chứ không phải là mình là người quyết định. Cho nên là thôi, mỗi đứa nó sẽ có một cái phần số. Nếu bây giờ còn cảm giác đó thì hãy cố gắng bỏ đi, để mà mình phải có cái nghị lực để mà mình tiếp tục đồng hành với con. Tại vì chị nghĩ rằng là cái hành trình để mà em tập đi cho con, khi mà con nó đã lớn rồi mà con vẫn chưa đi được, thì đó là những cái khoảng thời gian mà nó gây áp lực cho em rất là nhiều. Dạ đúng rồi. Cái điều cơ bản là những gì nó sẽ diễn ra tiếp thì đó là cái mà nó cần chúng ta tập trung năng lượng. Hiện tại thì bé đi học như thế nào em? Dạ bé nghỉ rồi. Bé nghỉ là không? Em cho bé nghỉ luôn? Dạ không, bé nó không chịu đi học. Bé nói là thôi mẹ cho con nghỉ đi, chứ lên bạn không có chơi với con. Ví dụ giống như là bé nó đâu có nói chuyện này kia rồi, nó đâu có biết cách ứng xử. Vấn đề của con thì nó là một cái trình độ phát triển chung về cái năng lực não bộ, thì đòi hỏi một cái thiết kế chương trình riêng, cho nên là đôi khi thì con sẽ cần một cái sự hướng dẫn chuyên biệt từ gia đình thì nghĩ sẽ là tốt cái hơn. Cái gì nó cũng sẽ có cách giải quyết của nó. Thôi bây giờ là bé đầu tiên coi như là chúng ta tạm khép lại, để chúng ta đến với bé thứ hai nè. Em sinh là 2013, thì lúc đó thì nói chung có bầu bì thì cũng bình thường, không có, nói chung là trong cái quá trình mang thai là em không có lên cân nào hết á. Em ốm mà những cái đồ mà em mang thì bình thường, mà em mang nếu có bầu 9 tháng vẫn mang được. Nói chung là em có bầu 4 bạn, không bạn nào nghén hết. Bạn đầu tiên thì em lên 20 kg, là lúc đó em lên thành 80 kg luôn á. Nhưng mà em sinh xong 1 tháng là em xuống còn đâu 5 mấy ký. Và từ đó khi có bầu bạn thứ hai là không có lên ký luôn. Rồi em sinh xong thì nói chung là từ cái giai đoạn có bầu tới khi sinh, nói chung là ổn, không có cái vấn đề gì xảy ra hết, cũng không có ho hen gì hết. Nhưng được cái là bạn này sinh nhanh. Em đau bụng buổi sáng, ngay là bệnh viện khám thì bác nói là chưa có dấu hiệu sinh. Bác cho về, xong tầm 11 giờ đêm em đau dữ dội, lúc nào là ra máu luôn, là em đi bệnh viện. Thì vào khám thì bác nói là tôi chưa có gì đâu, đi vào phòng nằm chờ đi, nào đau quậy bác. Em vừa đi tới cái cửa, đau quá bác ơi, không vô để đi đẻ cho bác. Là đi vào sinh thì lên, lúc đó là đã 6 phân rồi. Là vào sinh liền luôn. Nói chung là sinh nhanh. Rồi khi em về nhà thì tầm đâu đó một tuần là bé bị bệnh, bé ho, bé nọc ói, bé bị ngộ độc khí than. Vì em xong á, cái lúc xong với hơn, dạ đúng rồi, thì cái lúc đó phòng trọ nó nhỏ quá, nó bị ngộ. Nên là em đưa bệnh viện thì cái lúc đó tội lắm, kim cái tay của nó là kim châm với là máu lấy nó chân nó tim nhiều lắm, là cũng nằm bệnh viện lâu, là về hôm nay là ngày mai đầy tháng. Bạn nhỏ thứ hai là chỉ bị cái khúc đó thôi, còn nói chung là từ cái giai đoạn đó tới lớn thì không có đau ốm, trộm ví là không đau ốm gì. Trong cái khoảng thời gian mà sinh bé thứ hai mà đến cứ bé thứ ba thì cách nhau khoảng đó là 8 năm. Nói chung là không có muốn sinh nữa thì mình nghĩ là cứ hai đứa là được rồi. Thì cái lúc đó là bị vỡ kế hoạch, thì cái thời gian đó là trễ kinh nên mới là mua que về thử. Thì thử lên hai vạch xong rồi đi siêu âm thì mới đầu là phát hiện ra là có bầu được 8 tuần. Có bầu bé này thì cũng giống như bé trước á, thì ho rất là nhiều, nhưng mà không dám uống bất cứ một cái gì hết. Cứ uống nước ấm, uống với gừng, cũng uống thuốc bổ này kia, nói chung là không có cái biểu hiện gì bất thường hết. Nói chung là cũng suôn sẻ. Thì tới giai đoạn mà đi sinh, cái ngày dự sinh của mình là ngày 4 tháng 6. Thì cái sáng ngày 1 đó là đã đau bụng. Thì đau bụng râm râm là mình biết cái dấu hiệu sinh rồi đó, nên mới gọi cho cái bác sĩ. Bác sĩ mà hay thăm khám siêu âm trong quá trình mang thai á, thì lúc đó bác nói là lên bệnh viện bác kiểm tra. Thì trong buổi sáng là dạy là mình nghĩ là đi khám thôi chứ không có phải là đi sinh, không có mang theo đồ. Thì buổi sáng dạy cũng tắm gội rồi cũng lau dọn nhà cửa, giặt giũ phơi đồ rửa chén rồi bác xong xuôi việc mới đi. Thì đi ra khỏi nhà lúc đó tầm 9 giờ hơn, thì lên bệnh viện
kiểm tra này kia thì bác nói là mở 4 phân rồi. Hồi bác nói là lên nằm luôn đi để sinh. Thế bác hỏi đồ đâu hết rồi, thì cháu đâu có đồ đâu. Thế bác nói thôi khoan đẻ đi, nói chồng về lấy đồ. Thì cái lúc mà chồng về lấy đồ xong xuôi thì đâu đó tầm 5-7 phút á thì lên thì đã sinh. Khi mà sinh em bé ra thì mặt em bé nó đen thui lùi à. Sinh em xong là bác cho da kỳ da, vì hai đứa trước không có da kỳ da nhưng mà cái bé thứ ba này là có. Mình thấy cái mặt con mình nó đen á, mình kêu bác ơi sao mà mặt cháu nó đen, thì bác nói là bị cuốn dây rốn hai vòng ở cổ nên là bé nó ra sớm, nó bị ngạt thở. Thì đưa ra ngoài thì bác chỉ nói là nằm ở đây tầm nửa tiếng hoặc một tiếng gì đó thì khi mà đi tiểu được rồi thì đẩy xuống phòng bệnh nhân. Nhưng mà cái lúc đó là bị băng huyết nên bác kiểm tra bác không có cho xuống. Thì đâu đó là ở trên cái phòng sinh á có một cái giường để nghỉ dưỡng á, tầm đến 9-10 giờ đêm mới đưa mình xuống. Thì lúc đó là tầm chiều 5-6 giờ là đã ổn ổn nên là bác mới cho xuống. Khi mà sinh xong em bé nó ngủ mê man, ngủ ly bì luôn. Bác làm cỡ nào nó cũng không dậy. Dạng như là bác dặn là khi mà sinh xong là phải cho con ti mẹ để cho nó co bóp cái tử cung là nó không có bị băng huyết. Nhưng mà con cũng mất tiêu đâu có, nên là bị, nhưng mà bác nó cũng có đáng kể. Rồi bây giờ chúng ta nói đến bé gần nhất đi, bé mới thôi nồi đây thôi. Chị rất là tò mò về cảm xúc của bạn đầu tiên khi mà biết mình có thêm một em nhỏ xíu như gần vậy. Đây thì cảm xúc của bạn như thế nào? Em không biết em có bầu luôn, vì em không có kinh. Em sinh bạn thứ ba xong là nguyên một năm em không có kinh nên em đâu có biết em có bầu đâu. Cái đợt đó là em đi Đà Lạt, em mang cái đầm, chồng em nói ủa sao bụng bự dữ vậy, có chừng nha. Chứ em còn nói giỡn gì cha, làm gì có. Thì em nghĩ mình thường em nhiều khi em ăn hoặc là em uống nước ngọt nhiều em mập. Em về xong là em ngủ ly bì luôn, em thấy là cái cảm giác không hay rồi nha. Em ngủ miết luôn rồi em thèm ăn, em sợ quá em đi mua que về em thử lên hai vạch. Em đi siêu âm thì ra 8 tuần. Em nói chồng em trước thì anh ơi bầu rồi. Thì chồng em nói bầu thì đẻ thôi chứ nói cái gì. Em kể gì cha, mới thôi nôi cái bà thứ ba chứ nhiêu có tuổi. Thì cái gì vậy, đẻ nữa hả? Thì chồng em nói đẻ chứ sao giờ. Thì rồi đẻ. Lululun mặt nạ số 1 Nhật Bản, tươi trẻ hơn, hạnh phúc hơn cùng Lululun. Cái bà nhỏ này rất là kỳ cục nha. Em có bầu là em không có tốn thì siêu âm, vì em nhớ đâu bỏ mẹ siêu âm đâu có 3 lần nhiêu, vì siêu âm không có thấy. Chỉ cái nằm úp, chỉ nhìn trên màn hình là thấy cũng hình thù là tay dài chân dài đá lên đá xuống, nhưng mà nó không có lật lại. Biểu em là ra uống coca để cho có ga, cho nó sốc, để cho nó nằm ngửa ra, cũng không. Làm cách nào cũng không. Gần sinh em đi siêu âm cũng không biết gái trai, nên em đi sắm đồ em đâu có phân biệt gái trai đâu, cứ màu xanh, màu vàng, màu trắng, màu hồng em gom hết. Nói chung là em sinh bạn này á, là em đi dự sinh là ngày 10 tháng 3. Ngày 10 tháng 3 thì ngày 23 tháng 2 em đã sinh rồi. Tối em còn hứa hẹn ngày mai dắt con em đi ăn mà. Cái sáng ngày em đau bụng quá, cái em mới gọi chồng em, anh dậy đi đẻ. Chị biết chồng nói sao không? Ngủ đi, chưa đẻ đâu. Ngủ, chưa tới ngày, ngủ đi. Nó kêu đau quá. Trời ơi không, chưa đẻ đâu, ngủ tiếp đi. Chưa tới ngày. Thôi, bắt đầu là em vào xong là đau quá, em vào kiểm tra. Thì em ra thấy ra máu hồng. Con bé lớn của em á, nó nghe em dậy xong là nó, em không có gọi luôn, tự động nó lên nó xách đồ xuống cho em. Giỏi vậy. Thì em là em xếp đồ sẵn sàng hết rồi. Nó thấy em dậy bật nước nóng đi tắm gội á, nó lên gác nó lấy đồ nó đặt xuống. Đó, con lấy đồ cho mẹ xong rồi đi đẻ đi. Rất là hiểu chuyện ha. Dạ, lấy rồi em tắm gội sạch sẽ xong xuôi là em đi đẻ. Là em đi một mình? Không, chồng em chở. Tưởng đâu lúc đó không còn rồi, thôi đi đẻ trước đi, anh nằm ngủ anh ra sao chứ. Thì dắt xe ra em nhìn đồng hồ là tầm đâu là 5 giờ. 5 giờ xong cái em đang vừa chạy xe khỏi ra đầu em đau quá. Em kêu từ từ con, từ từ đẻ, từ từ tới bệnh viện đã. Chị, nó hết đau. Nó hết đau xong tới chạy vào cửa bệnh viện đã đau tiếp. Em nói khoan, từ từ. Hết đau luôn, rồi nó nín nha. Đi vào làm giấy tờ thì y tá nói là đi vào siêu âm. Vào bước vào siêu âm là nói chung là em không thể nào mà lên được cái bàn siêu âm nữa. Em cảm giác là nó con nó ra luôn rồi. Em kêu không được rồi bác ơi. Là đẩy vô phòng sinh, bác mới cắm cái ống vô truyền nước. Chưa kịp ghi tên ghi đồ chứ mất đẻ của bác ơi. Ào ra luôn. Ào ra luôn. Không, nói chung là không có bấm, không có làm gì hết trơn á. Bác nói chưa từ từ. Rồi ra luôn. 4 kg. Trời ơi, quá đã. Mà trước đó 3 ngày em đi siêu âm á thì có 3 kg 4 chứ nhiêu. Mà có mấy ngày nó lên 4 kg. Mà lúc đó cho da kỳ da nha.
nhìn bà ú ù à, đã lắm. Nhìn giống như là ra tháng rồi vậy đó. Dạ đúng rồi. Thế thì chị lớn á, khi mà chị gặp được em bé của mình á, em thấy cái giao tiếp của con bé nhỏ của mình nó như thế nào? Thấy có yêu không? Bé lớn á, nó rất thương em, nó cũng cưng nựng em dữ lắm, nhưng mà cái kiểu như là nó không biết cách bày tỏ. Dạ như chơi với em thì cũng cười cũng thương em, mà hung kiểu quá nhéo cái mặt con nhỏ. Làm nhỏ đau nhỏ khóc, em ị em gì thay tả là dành làm hết, nói chung tội. Cái bé thứ hai của nhà em sanh xong, hồi nãy chị nghe em kể có chi tiết là lúc đó là đang ở nhà trọ, có vẻ như là cái phần kinh tế trong gia đình ngay tại thời điểm đó nó cũng không được ổn lắm. Dạ đúng rồi, từ khi mà em có bầu đứa thứ hai là em nói chung là kinh tế nó không ổn. Vậy là bé đó là phải được gọi là cực nhất đó. Vì khi mà sinh xong bé đó thì em lại làm ăn được. Em có bầu cái bà đầu tiên thì em làm ăn rất là được, nhưng mà sinh xong bả là cái là tụt lụt luôn. Không còn gì hết cho tới khi có bầu đứa thứ hai. Nhưng mà khi sinh đứa thứ hai xong em lại làm ăn rất là được. Hành trình 14 năm làm mẹ của em có quá nhiều cái thăng trầm ở trong đó. Bây giờ nếu mà để đúc kết lại thì em nhìn lại hành trình của mình em thấy nó như thế nào? Em thấy em giống như một siêu nhân vậy đó. Cứ trong cái khoảng thời gian đó thì chung là một mình em chăm, một mình em lo, thì chồng em cũng phải đi làm. Nói chung chồng em cũng về phụ giúp này kia, nhưng mà cái bản thân em là người nuôi con là chính. Nói chung cũng thấy vất vả, tuy mình vất vả nhưng mà bù lại là mình có những con rất là, nói chung nó làm cho mình vui, nhiều khi nó làm cho mình bực bội cáu gắt này kia cũng có. Rồi nhiều khi mình cảm thấy con nó yêu thương, rồi nó cũng thấy mình cảm thấy hạnh phúc. Giai đoạn nào là khó khăn với em nhất? Cái giai đoạn khó khăn nhất là giai đoạn cái đứa thứ ba. Em sinh nó được 6 tháng là chồng em bị bệnh. Ông bị bệnh xong là một mình em kiểu giống như là em làm hết. Em làm hết từ việc đưa đón đi học này kia, lo ăn, lo uống, lo tất cả công việc làm ăn, kiếm tiền, tả sữa này kia một mình em hết. Là trong cái khoảng đó là em thấy em khủng hoảng nhất luôn. Vì đợt đó là chồng em bệnh rất là nặng, nhưng mà do không có tìm được nguyên nhân bệnh á, cũng tiêu tốn tiền bạc rất là nhiều. Nhưng mà hiện tại thì bây giờ cũng là ổn hết rồi. Bây giờ là sẽ tới chuyên mục mẹ bỉm nhắn gửi nè. Em có muốn nhắn gửi gì đến cho ai hay không? Thì xin mời em ha, cho chồng, cho bốn con của mình, hoặc là cho những người đang xem chương trình. Qua chương trình này thì em muốn nhắn gửi đến gia đình của em, đó là chồng của em. Cảm ơn anh đã luôn đồng hành và phụ giúp em trong công việc nuôi dạy con. Mẹ cũng cảm ơn bốn đứa con đã đến bên đời mẹ, làm cho mẹ cảm thấy rất hạnh phúc. Dù ở ngoài kia là người ta có nói gì hay làm gì đi chăng nữa, nhưng mà về nhìn bốn đứa con thì cảm thấy là cuộc sống của mẹ rất là tuyệt. Chị Tô Nha có lời khuyên nào dành cho bạn không? Chị chỉ hy vọng là em chân cứng đá mềm thôi. Tại vì tính ra thì lại là một hành trình mới bắt đầu. Có một cái chặng đường đi rồi, rồi bây giờ chúng ta lại có hai em bé nhỏ. Nó không phải là câu chuyện dễ dàng gì. Có thể có nhiều lý do để các bạn quyết định là mình sẽ có đông con. Không có chuyện đúng sai ở đây, nhưng chắc chắn một chuyện là sẽ có nhiều việc cần các bạn phải giải quyết. Bởi vì các con sẽ hưởng thụ trọn vẹn những cái cảm xúc mà bố mẹ mang đến trong cái quá trình trưởng thành. Thì hy vọng là trong những cái gia đình đông con thì những cái áp lực mà bố mẹ đối diện á, mong rằng là các con sẽ được bố mẹ chủ động lưu ý, để cái bầu không khí tâm lý trong gia đình nó sẽ thực sự là một cái bầu không khí tâm lý tích cực, để chúng ta sẽ có một cái niềm vui đúng nghĩa của những gia đình đông đúc, chứ không phải là những cái áp lực vì chúng ta đã có một cái gia đình đông đúc. Cảm ơn chị Tô Nha, cảm ơn em, và chương trình sẽ có phần quà dành tặng cho em. Lululun, thương hiệu mặt nạ được yêu thích nhất tại Nhật Bản, nay đã có mặt tại các gian hàng chính hãng của em Shop 247 và các trang mạng xã hội Lululun Việt Nam. Nổi tiếng với thành phần lành tính, cấp ẩm dịu nhẹ, mặt nạ có thể sử dụng hàng ngày. Bạn sẽ tươi trẻ hơn, hạnh phúc hơn cùng Lululun. Dạ, em cảm ơn chương trình và cảm ơn chị Lan. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình. Quý vị đừng quên khung giờ phát sóng của chúng tôi 21:15 tối thứ tư hàng tuần trên kênh HTV9 và 21:30 tối thứ tư hàng tuần. Chương trình sẽ được phát lại trên kênh YouTube MCV Media hoặc là cổng thông tin NetLove. Bây giờ thì chúng tôi xin phép được chào tạm biệt và hẹn gặp lại.